Xin chào mọi người, thì mình tên là Đặng Lê Toàn, mình đến từ nhóm 3 của lớp phát triển tài năng cùng chuyên gia. Thì mọi người biết thì hôm nay với mình làm cái challenge là thử thách là đổ domino là 7 cái bóng. Thì sau gọi là hơn 7 lần đến 10 lần thì nhóm mình đổ và cuối cùng nhóm mình quyết định làm một cách gọi là nó đơn giản nhất thì vào một lần nó đổ bóng. Thì thật sự là mấy lần trước mà khi đổ thì mình cảm biết rất là bực mình, nhưng mà sau một lần đổ và mình cái bây giờ mình rất là vui và thoải mái và tự hào với nhóm mình. Dạ, cái cảm giác của con khi mà chơi cái trò này trong khi bịt mắt là cái cảm giác khi mà bị cột tay nó rất là khó chịu, với lại là khi mà bị tối á thì mình lúc nào cũng sợ là khi mà sẩy tay một cái là cái tháp nó sẽ đổ. Với lại khi mà nghe hướng dẫn á thì mình vẫn không có biết được là cái hướng mình phải đi nó là như thế nào, tại vì rất là sợ là đi sai là sẽ ảnh hưởng tới cái việc của cả hai người. Nhưng mà qua cái này con cũng rút ra được một cái bài học, tức là phải tin vào bản thân và tin cái người đang hướng dẫn với mình. Và cái thứ hai nữa là phải tức là cả hai người cũng phải tin tưởng lẫn nhau. Của em sau khi chơi trò chơi này thì thật sự nó rất là vui và nó giúp cho chúng ta có thể tăng tinh thần đoàn kết rất là nhiều trong những hành vi trong nhóm. Thật sự khi nhận ra cái trò chơi này thì em ban đầu em cũng nghĩ là làm được do cái mảnh ghép khá rất là nhỏ, nhưng mà khi cố gắng hết sức thì mọi người vẫn có thể làm được một thách rất là khó, thì em đã thấy được sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Cảm giác rất là vui làm hoạt động này, và lúc ra là mọi người phải cùng nhau đi và phải cùng giúp đỡ nhau, không thể nào một người đi một mình được. Ra xong thì em cảm thấy tự tin hơn, bởi vì nhóm em rất là đoàn kết trong mọi lĩnh vực. Em rất vui khi được hòa nhập trong nhóm này, và khi mà em bị vấp ngã một cái gì đó mọi người không la em, nên em rất vui, em rất tự hào về nhóm em.